Nằm trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan AEM52, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Canada. Buổi tham vấn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ các doanh nghiệp nhỏ, xúc tiến thương mại và thương mại quốc tế của Canada đồng chủ trì. Tại buổi tham vấn, các bộ trưởng hoan nghênh sự gia tăng giá trị giao dịch thương mại song phương giữa ASEAN và Canada đã đạt được 17,1 tỷ đô la Mỹ, đầu tư của Canada vào ASEAN đạt 3,15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019. Các con số cụ thể này đã đưa Canada trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 trong số các đối tác ngoại khối của ASEAN. Tại buổi tham vấn, các bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của hai bên trong việc hướng tới đàm phán hiệp định thương mại song phương giữa ASEAN và Canada trong thời gian tới. Theo đó, các bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các quan quan chức tham gia đàm phán cần xây dựng văn bản nhằm xác định mục tiêu, tham vọng của FTA giữa hai bên và trình các bộ trưởng trong thời gian sớm nhất để xem xét và phê duyệt. Các bộ trưởng cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với đại dịch COVID-19 và tác động tiêu cực của đại dịch tới cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh tế hộ. Do đó, các bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục mở cửa thị trường, thúc đẩy đầu tư nhằm khuyến khích sự lưu chuyển của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, nhất trí sẽ không áp dụng các biện pháp bảo hộ, bao gồm cả các biện pháp phi thuế có ảnh hưởng tiêu cực tới luồng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong thời gian tới để chung tay chống lại đại dịch Covid-19.